Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vòng Quanh Thế Giới, kênh YouTube thuộc sở hữu của TM Media. Các bạn thân mến, hoang dại, hùng vĩ, đẹp đến nghẹt thở, văn hóa bản địa nguyên bản. Đó là những mô tả đầu tiên về Lada, một vùng đất kỳ lạ thuộc dãy Himalaya hùng vĩ, nơi được mệnh danh là Tiểu Tây Tạng trên đất nước Ấn Độ. Là một khu vực bí ẩn của Ấn Độ, Lada nổi tiếng với những vẻ đẹp hoang dại, thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa bản địa còn nguyên bản, được bao quanh bởi những ngọn núi tuyết của dãy Himalaya. Văn hóa và lịch sử có liên quan chặt chẽ với Tây Tạng. Lada được biết đến là vùng đất của các vị Lạt Ma, vùng đất của các tu viện hay là nơi tận cùng của thế giới. Trong lịch sử, khu vực này là của người gốc Tây Tạng và có nhiều tu viện Phật giáo. Do đó mà Lada cũng được gọi là Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn Độ và là một vùng đất thiên đường trên dãy Himalaya. Những hình ảnh được quay tại Lada đẹp đến nghẹt thở, không quá lời. Đây đích thực là níu giữ những tâm hồn thơ mộng lang thang. Chính sự phức hợp văn hóa từ các chủng tộc khác nhau đã để lại dấu ấn đậm nét và hình thành nên sự pha trộn thú vị trong văn hóa cũng như tôn giáo hiện tại bao gồm Tây Tạng, Phật giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Nhưng mà vì các rào cản địa lý của nó, Lada đã từng tách biệt về mặt đời sống và kinh tế. Chỉ sau năm 1962, khi mà đường cao tốc nối Srinagar và Leh, thủ phủ, được xây dựng, sự mở rộng văn hóa và kinh tế mới thực sự bắt đầu. Và sau đó, vào năm 1974, khi mà khu vực này mở cửa cho du lịch với những địa danh nổi bật, đã thu hút một số lượng lớn du khách. Việc mở cửa của một số khu vực hạn chế trước đây như là thung lũng Nubra, Mạch Dahanu, Hồ Pangong Tisnu và khu vực Rupsu vào năm 1994 cũng đã làm cho Lada ngày càng dễ tiếp cận hơn. Nằm cách thủ phủ Lada 150 km về phía bắc, Nubra là thung lũng trù phú nhất trên toàn bộ cái vùng Lada với trung tâm là làng Diskit. Từ Leh để tới được những thung lũng Nubra, du khách sẽ phải vượt qua Karumla, một con đèo có độ cao hơn 5.000m, được mệnh danh là con đường dành cho xe cơ giới cao nhất thế giới. Vậy nên, sự hấp dẫn của Nubra bắt đầu ngay từ hành trình dẫn tới thung lũng. Trong nhiều thế kỷ, các đoàn lữ hành lớn mang theo len và vải, thuốc viện, gia vị và đá quý. Theo con đường Leh Yarkand ở Trung Quốc, Nubra từng là điểm dừng chân quan trọng ở trên con đường tơ lụa năm xưa. Đường đến thung lũng có những ngôi nhà nhỏ nằm giữa lùm cây dương và cánh đồng lúa mạch. Xa xa những tu viện Phật giáo nằm trơ trọi trên sườn đồi. Lần đầu tới Nubra, ai nấy dường như là nghẹt thở trước vẻ đẹp tự nhiên của thung lũng. Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho những cảnh quan tuyệt sắc cùng với những tu viện cổ sừng sững trên đỉnh đồi. Nơi mà đứng từ đó người ta có thể phóng tầm mắt rồi thu trọn vào đáy mắt những núi mây trùng điệp, những con đường cát trải dài bất tận. Phần lớn là những người dân của Lada theo Phật giáo và Tây Tạng. Và không khó để bạn nhận ra rằng sức hút và năng lượng mãnh liệt của những tu viện này sẽ làm thổn thức những người muốn tìm hiểu Phật giáo Tây Tạng. Được xây dựng từ thế kỷ 14 và có lịch sử thăng trầm hơn 600 năm tuổi, Diskit Gompa là tu viện Phật giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở thung lũng Nubra của Lada, miền Bắc của Ấn Độ. Đây là tu viện thuộc về giáo phái Kelupa hay còn gọi là cách lỗ phái của Phật giáo Tây Tạng. Diskit Gompa không chỉ thu hút du khách vì ý nghĩa tôn giáo và văn hóa, mà còn là bởi sự lộng lẫy về kiến trúc. Ở đây, du khách được tận mắt thấy những tàng thư, kinh sách cũ, thang ca, đó là tranh vẽ hoặc là thêu và các di tích khác. Lướt qua những gian phòng quý trước Đức Phật Thích Ca, không khí xung quanh bình yên đến lạ kỳ. Nằm trên ranh giới kiểm soát giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Pangong là trung tâm của một khu vực biên giới căng thẳng trong suốt nhiều năm qua. Hồ Pangong như là một bức tranh giữa đời thực mà nhiều du khách phải thốt lên kinh ngạc. Nằm ở độ cao là 4.250m, Pangong Teso là một trong những hồ nước lợ lớn nhất ở châu Á. Hồ trải dài hơn 135 km qua biên giới Ấn Độ, Trung Quốc. Để mà đến được Pangong, bạn có thể dừng chân ghé ở Chanla Pass, con đèo có độ cao thứ 3 trên thế giới là 5.300m. Trái ngược với những ngọn núi lâu năm khô cằn xung quanh, nước hồ luôn mang một màu xanh lam. Pangong là một trong những điểm mà thu hút khách nhất Ấn Độ và Tây Tạng.
Hồ cũng từng xuất hiện trong một cảnh quay của bộ phim bom tấn của Bollywood Ba Chàng Ngốc. Phan Gong với những khu vực đầm lầy, nhiều loài cây bụi và thảo mộc lâu năm là thiên đường cho các loài chim di cư. Trong suốt cả năm, nhiều loài chim tới đây để sinh sản. Cắm trại qua đêm là một trong những trải nghiệm nên thử nhất ở hồ Phan Gong. Khi mà đêm xuống, không gian xung quanh Himalaya trở nên tĩnh mịch. Ra khỏi khu lều, du khách dễ dàng quan sát dải ngân hà trên bầu trời quang đãng. Trời về đêm giữa mùa thu xuống đến âm 10 độ C. Hồ Tiso Moriri ở vùng Chan Thang của Lada là một trong những hồ nước ở độ cao đẹp, tĩnh lặng và linh thiêng đối với những người Lada ở Ấn Độ. Đây là hồ có độ cao nhất ở Ấn Độ. Tiso Moriri có chiều dài khoảng 19 km, thuộc một phần của khu bảo tồn đất ngập nước thuộc khu Ramsar. Đây là khu Ramsar cao nhất trên thế giới. Một số lượng lớn các loài động thực vật quý hiếm được tìm thấy trong khu vực này. Từ tháng 5 đến tháng 10, đây là thời gian tuyệt nhất vì không có tuyết rơi. Các con đường đều được thông tuyến. Từ tháng 11 đến tháng 4, Les Lada có tuyết rơi dày đặc và các con đường từ Les đi đến điểm như là đèo Karung 5.600m, hồ Phan Gong 4.300m đều bị đóng băng, không đi lại được. Nếu ai thích đi Les Lada vào mùa đông thì cũng có những tour đi trek trên dòng sông băng như là Chara Trek hoặc là đi thung lũng Spriti. Vậy còn khí hậu Lada thì sao? Nơi đây được coi là vùng bán sa mạc ở độ cao nhất trên thế giới vì nó nằm trong khu vực ngăn gió mùa tiếp cận phía Bắc do dãy Himalaya tạo ra. Lượng mưa trung bình hàng năm chỉ là 15cm. Ngay cả trong mùa đông, mặc dù là nhiệt độ có thể giảm xuống là âm 30 độ C, tuy nhiên gần như là không có tuyết do thiếu hụt hơi nước. Tuy nhiên, biết và được khám phá Lada, nhưng mà nhiều người trong số các khách du lịch cũng có thể là chưa từng được nghe về những thảm họa lũ lụt đã từng xảy ra tại thủ phủ Le vào tháng 8 năm 2010. Một khối mây khổng lồ mang theo mưa khủng khiếp xảy ra trên Le và vùng lân cận. Vào tối ngày 5 tháng 8 năm 2010, kéo theo một trận lũ cuốn trôi 71 ngôi làng, 255 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích và gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn bộ khu vực. Và nhờ nỗ lực phối hợp của quân đội Ấn Độ, nhiều chính quyền khu vực và tổ chức phi chính phủ, nhân dân của Lada và chính quyền trung ương Ấn Độ, nhiều người sống sót và đã được tái định cư và phục hồi cuộc sống. Lũ lụt đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Lada trong năm 2010, đặc biệt là tháng 8 là mùa du lịch cao điểm. Lũ lụt khủng khiếp, tháng 8 năm 2010 xuất hiện kéo theo sau đó là lượng mưa tăng ở Lada trong một khoảng thời gian là vài năm. Các trận lũ nhỏ đã trở thành những sự cố thường xuyên gây sạt lở các tuyến đường liên thông trong khu vực. Các tòa nhà Lada truyền thống được làm từ gạch bùn khô cũng gánh chịu những hậu quả nặng nề do là không thể hấp thụ được lưu lượng nước mưa tăng theo hàng năm, gây ra những vấn đề khó khăn trong việc bảo tồn. Lý do cho sự thay đổi khí hậu này vẫn chưa rõ ràng. Có thể là do biến đổi khí hậu làm nhiệt độ khu vực tăng mạnh, làm đảo chiều các luồng không khí. Nhưng mà dù sao, một thực tế phải được chấp nhận rằng Lada không còn là nơi khô ráo nhất trên thế giới nữa. Những cơn mưa bất thường sẽ xảy ra vào đầu hoặc là cuối giai đoạn gió mùa, dẫn đến suy đoán rằng dãy Himalaya vĩ đại sẽ không còn là rào cản đối với tiến trình ngăn cản những cơn gió mang hơi ẩm về phương Bắc nữa. Và biết đâu được, trong vòng nửa thế kỷ tới, cảnh sắc nơi này lại một lần nữa thay đổi hình dạng. Và đó cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Mỗi ngày Vòng Quanh Thế Giới sẽ công chiếu 2 video mới vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.